Liên quan đến vụ bé trai bị lọt xuống cọc bê tông rỗng với độ sâu khoảng 35 mét, thì cả đêm ngày hôm qua, công tác cứu hộ đã được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các cán bộ, chiến sĩ lực lượng Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9 triển khai gấp rút. Biện pháp cứu hộ đêm qua là tổ chức khoan, tạo khe hở bằng cách dùng các ống vách thép có đường kính là 1,5 mét làm lồng chùm lại trụ bê tông. Sau đó xử lý hết phần ống trong phần đất trong lồng ống, rồi dùng cần cẩu rút cọc bê tông chứa cháu bé lên. Sau đó, lực lượng công binh sẽ dùng máy cắt chuyên dụng để cắt cọc bê tông, đưa cháu bé ra ngoài. Các lực lượng đã khẩn trương làm việc không ngừng nghỉ trong đêm qua và đặt quyết tâm nhổ cọc bê tông ngay trong đêm, song vẫn chưa thể thực hiện được. Tiếp theo là những thông tin cập nhật về tình hình giải cứu bé trai bị mắc kẹt trong trụ bê tông tại Đồng Tháp. Chúng tôi đang kết nối tới phóng viên Vĩnh Phúc. Anh đang có mặt ở dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Vâng ạ, thưa anh Vĩnh Phúc ạ, tình hình cứu hộ tại hiện trường cả đêm qua đã diễn ra như thế nào vậy anh? Cả đêm qua thì công tác cứu hộ đã được các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng các cán bộ chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9 gấp rút triển khai. Biện pháp cứu hộ đêm qua là tổ chức khoan, tạo khe hở bằng cách dùng các ống dắp thép có đường kính 1,5 mét làm lồng trùm lại trụ bê tông, sau đó xử lý hết phần đất trong lồng ống, rồi dùng cần cẩu rút cọc bê tông chứa cháu bé lên. Sau đó, lực lượng công binh sẽ dùng máy cắt chuyên dụng để cắt cọc bê tông, đưa cháu bé ra ngoài. Các lực lượng đã khẩn trương làm việc không ngừng nghỉ trong đêm qua và đặt quyết tâm nhổ cọc bê tông ngay trong đêm, song chưa thể thực hiện được. Nguyên nhân một phần có thể là do điều kiện địa chất địa tầng và các thiết bị đều được di chuyển từ nơi khác đến nên chưa thể chủ động được. Vâng ạ, như vậy đến lúc này thì công tác cứu hộ đang thực hiện đến giai đoạn nào vậy rồi? Để giải đáp thắc mắc này, chúng tôi đã mời đến đây Thượng tá Trần Đình Công, chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Công binh 25 Quân khu 9. Thưa Thượng tá, hiện tại thì công tác cứu hộ của chúng ta đã đến giai đoạn nào và dự tính trong khoảng bao lâu nữa thì chúng ta có thể nhấc được cọc bê tông lên ạ? Vâng, thì trong suốt cả đêm qua, các lực lượng cứu hộ cứu nạn, nhà thầu thi công và công binh quân khu 9 đã chạy đua với thời gian để thực hiện cái phương án tìm kiếm cứu nạn đã được Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp thống nhất tại hiện trường. Và do đây là vụ tai nạn rất hy hữu, điều kiện cứu nạn vô cùng khó khăn và ngặt nghèo. Nên theo phương án thì sau khi ống trụ bê tông được đưa lên khỏi hiện trường, chúng tôi công binh quân khu 9 sẽ sử dụng các thiết bị dò tìm chuyên dụng để xác định vị trí cháu bé mắc kẹt, sau đó sẽ cắt phá ống trụ để đưa cháu bé ra ngoài. Và cho dù chỉ còn có một tí hy vọng mong manh thì lực lượng cứu hộ và công binh quân khu 9 cũng sẽ nỗ lực và quyết tâm đến cùng để cứu nạn cháu bé trong thời gian sớm nhất. Thưa ông, hiện tại thì chúng ta có thể dự tính được khoảng bao lâu nữa thì trụ bê tông có thể được nhấc lên hay không ạ? Về vấn đề này thì các lực lượng cũng đang rất nỗ lực và chúng tôi cũng chỉ hy vọng rằng trong thời gian sớm nhất và có thể là trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn Thượng tá và bây giờ xin được trở lại với trường quay. Vâng, rất cảm ơn anh Vĩnh Phúc với thông tin cập nhật vừa rồi ạ.